Sám Pháp, phẩm 39, phát khởi đại nguyện đối với sáu căn. Hôm nay tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, phát nguyện hồi hướng rồi bây giờ hãy cùng nhau phát khởi đại nguyện về sau căn tức sau giang quan sạch ra ác nghiệp có là vì sau căn. Như vậy sao căn là nguồn gốc tai họa, tuy là nguồn gốc tai họa, sao căn vẫn là yếu tố đem lại vô số phước đức, là lý do đó mà kính thắng mang đã huấn thì phong thủ sao căn lọc sạch ba nghiệp chính lời huấn thì này, chứng minh sao căn cũng là nguồn gốc phát sinh thiện hành. Vì vậy mà đối với sáu căn cần phải phát khởi những thế nguyện vĩ đại. Thứ nhất phát khởi thế nguyện vĩ đại đối với nhãn căn tức thì giác, nguyện cầu chúng con cùng sám hối trong đạo tràng hôm nay rộng ra nữa câu mười phương lúc đạo. Chúng sinh từ nay sắp đi cho đến ngày toàn giác, mắt thường không thấy cái sắc biến ra của sự ham muốn, không chàng không nghe thấy cái sắc nịnh bơ của sự đấu hợp xảo mi, không nghe thấy cái sắc mê hoặc của vàng sóng huyền tia, không thấy cái sắc xấu thế của sự dân dự đấu tranh, không nghe thấy cái răng hại người của sự đánh đá hành hạ, không thấy cái sắc hại người của sự chính chiến sắc phạt, không nghe thấy cái sắc hại vật của sự mổ xẻ tước lột, không nghe thấy cái sắc đánh đồn ngờ vực của sự ngu thế thắc mắc, không nghe thấy cái sắc kiêu ngạo của sự bất cung bất kính, không thấy cái sắc ta kiến của chính mới sao học thuyết. Nguyện cầu tăng cả từ nay sắp đi mắt thường thấy cái sắc trong lặng của pháp thân thường trú, thường thấy cái sắc vàng tía của bấm hai tướng tốt,
thường thấy cài thắng tuyền thảo của tám chúc tướng phù, thường thấy cài thắng chư thiên chư tiếng tàng hoa hiển, cũng thường thấy cài phát miệng Phật phóng ra năm thứ ánh sáng màu sắc thuyết pháp hóa độ mọi người, thương thấy cái sắc Phật biến thể thân hình khắp cả mười phương, thường thấy cái sắc Phật phóng ánh sáng định đầu cảm ứng những kẻ hữu duyên đến dự pháp hội, thường thấy cái sắc của các vị Bồ Tát và các vị Bích Chi La Hán, thường thấy cái sắc chính mình được mở cung mọi người và thân thuộc chiêm ngưỡng con nhang của Phật, thường thấy cái sắc điệu lộ của các thiền pháp, thường thấy cái sắc bảy thử hoa sạch của tê giác, thường thấy cái sắc huyền diệu của giải thoát, thường thấy cái sắc mọi người tập hợp hoan hỷ mà ca tụng kính nhận chánh pháp như đạo tràng hôm nay, thường thấy cái sắc tại gia cũng như xuất gia quay quần nghe pháp một cách khao khát ngưỡng mộ, thương thấy cái sắc ai cũng bổ thí dự giới nhặt nhúc và tính tiền, thường thấy cái sắc ai cũng yên tịnh thiên đình và luyện tập trí tuệ, thường thấy cái sắc hoan hỷ của những người thực hiện vô sinh nhật nên trực tiếp nhận được sự phán quyết của Phật về sự thành Phật của mình, thường thấy cái sắc thành Phật của các vị bước lên tuệ giác kim cang diệt trừ vô minh hạ căn bản, thường thấy cái sắc không còn thoái hóa qua tất cả những người tắm gội trong dòng nước chánh pháp, pháp nguyện về nhạc căn tức thì giặc rồi, đại chúng hãy cùng nhau chỉ thành dạo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể mà quý ý và kính lạy các đấng đại từ bi phù của cả thế gian. Kính lạy Đức Phật danh hiệu Di Lặc, kính lạy Đức Phật
danh hiệu ngọn đan phước đức em. Kính lạy Đức Phật danh hiệu sắc tướng của tuệ giác Bồ Đề. Kính lạy Đức Phật danh hiệu khéo diệt trường. Kính lạy Đức Phật danh hiệu sống bằng hành. Kính lạy Đức Phật danh hiệu về nhà khoan hiền. Kính lạy Đức Phật danh hiệu sắc tượng siêu thoát niệm. Kính lạy Đức Phật danh hiệu kính lạy Đức Phật danh hiệu mặt trời thấm mến niềm. Kính lạy Đức Phật danh hiệu mặt đắng lãng hồng. Kính lạy Đức Phật danh hiệu kính lạy Đức Phật danh hiệu thầy thuốc thường hàng ngàn. Kính lạy Đức Phật danh hiệu được duy trì bởi thế lực công đức nguyện. Kính lạy Phật danh hiệu tuệ giác sáng như lửa ngọn. Kính lạy vị Bồ Tát danh hiệu âm thanh mau nhiệm. Kính lạy vị Bồ kính lạy vị Bồ Tát danh hiệu Quán Thế Âm Mình. Lại nữa đệ tử chúng con chí thành quỷ và kính lại hết thảy tam bảo.
khắp cả mười phương cung tầng không gian nguyện xin Tam Bảo đem năng lực từ bi mà đồng gia nhiếp thọ làm cho đệ tử chúng con được như thợ nguyện nghĩa là viên mạc bồ đề nguyện. Thứ hai phán khởi thế nguyện vị đại đối với nhị căn tức thịnh giác nguyện cầu chúng con cùng sám hội trong đạo tràng nay rộng ra nữa nguyện cầu mười phương lục đạo chúng sanh từ nay thập đi cho đến ngày toàn giác tái thường không nghe cái tiếng bi thương của sự gào khâu khóc gào thâu khổ không nghe cái tiếng chịu cực hình trong địa ngục a tỳ không nghe cái tiếng chấn động của vạc rối tuôn trào không nghe cái tiếng cắt xạ của núi đao cây kiếm mũi nhọn không nghe cái tiếng thống khổ vang tràn trong mười tám ngắn địa ngục không nghe cái tiếng hạ quỷ bị đói khát hanh hà mà kiếm ăn không có không nghe cái tiếng như đồng cơ của hàng trăm thử xe khi ngà quỷ cử đồng thì cả khớp xương cò thác phá phả bốc chảy không nghe cái tiếng đau đớn của súc sinh có thân hình dài đến cả hàng trăm dặm mà bị các trung nhỏ rỉa ăn không nghe cái tiếng khôn khổ của kẻ cướp nợ nên bị sinh trong những loài lạc đàn lừa ngựa trâu bò thân thương chớ nặng kéo nhiều mà con đi đánh đập hành hạ không nghe cái tiếng của tạm thử đau khổ trong đó có sự biệt ly của ân ái và sự đối đầu của hận thù không nghe cái tiếng tội báo của 404 thứ bình tập không nghe cái tiếng bất thiện của mọi thứ tội ác không nghe cái tiếng cải mê hoặc của các nhà khí và vòng xuyên nguyện cầu tất cả từ nay khắp đi tai thường nghe cái tiếng đủ tám đặc tính của Bụt thuyết pháp thường nghe cái tiếng diện đạt bốn nguyên lý vô thường khổ không vô ngã thường nghe cái tiếng nói về tám vàng bốn ngàn pháp ba la mật thường nghe cái tiếng diện đạt nguyên lý dạ dánh vô tính của vạn hữu thường nghe cái tiếng của Phật dung mời âm thanh thuyết pháp mà ai nghe cục giác ngộ thường nghe cái tiếng diện đạt nguyên lý Phật tình ai cũng có
tức pháp thân vương bất diệt thường nghe cái tiếng nói về sự nhận đại tiếng tu của Phật Địa Bồ Tát. Thường nghe cái tiếng nói về sự lý giải vô sinh thì nhập vào tuệ giác Phật Đà và siêu việt. Ra khỏi tam giới thường nghe cái tiếng nói về các vị Pháp Thân Bồ Tát nhập vào dòng nước Pháp Tăng. Thì chân quán giả quán hóa hợp biểu hiện nghĩa là niềm niềm đầy đủ vàng hành. Thường nghe cái tiếng của mười phương viên giác và bốn quả thánh văn. Thường nghe cái tiếng của Đệ Thích nói bạc nhã cho chư thiên hề. Thường nghe cái tiếng của các vị đã viên mang thập địa mà thánh bộ sứ đại sĩ ở. Cũng nghe trời đau xuất nói về pháp hành của địa vị bất thoại. Thường nghe cái tiếng diện đạp nguyên nguyên lý vàng thiền điều quý về một mỗi là được làm Phật tất cả. Thường nghe cái tiếng tùy hỷ tán đồng của chư Phật ca tùng tất cả những ai biết làm mười thiện nghiệp mê. Đặc biệt cầu nguyện tất cả thường nghe cái tiếng của chư Phật ca tùng như thế này. Lành thay người này không bao lâu nữa sẽ thành một đức Phật nghề. Phá nguyện về nhị căn tức thịnh giác rồi đại chúng hãy cùng nhau chỉ thành giáo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể. Mà quê ba kinh lại các đấng đại từ bi phụ của cả thế gian nền. Kính lạy Đức Phật danh hiệu Di Lặc. Kính lạy Đức Phật danh hiệu Thích Ca Mâu Ni. Kính lạy lại Đức Phật danh hiệu Bằng Thể Bất Đồng. Kính lạy Đức Phật danh hiệu Phước Đức Mầu Nhiệm Khó Ma Nghĩ Bàn. Kính lạy Đức Phật danh hiệu tổng thể của thiện nghiệp. Kính lạy Đức Phật danh hiệu lại Đức Phật danh hiệu
Kính lạy Đức Phật danh hiệu nội danh ê, khen người một cách đại lượng. Kính lạy Đức Phật danh hiệu cho đến ngày toàn giác mùi thường không ngửi cái hơi của đồ ăn thức uống bằng máu thịt của sinh vật bị giết, không ngửi cái hơi sinh vật bị đốt bị hại của sự băng phong hỏa, không nghe người cải hơi sinh vật bị trứng gà nấu rám nướng, không người cải hơi hôi thối của thân này vốn là cái bọc da chứa đền 36 vật, không nghe người cải hơi mê hoặc con người của lùa là gấm
vấp không người cái hơi bị tước lột. Căng xe đốn cháy thôi ra của địa ngục không người cái hơi ăn uống phân dại máu mụ của ngạ quỷ đói khát. Không người cái hơi tánh hơi dơ bậc của súc sinh không người cái hơi lỡ lõi khó gần của bình nhân liệt dương liệt chiếu mà không ai chăm sóc. Không nghe người cái hơi hơi thổi của đài tiền tiểu tiền không người cái hơi của thấy chết sinh trưởng và bị sâu dòi rút rỉa ma rạ nạt ra hay. Nguyện cầu tăng ca từ nay sắp đi mùi thương người cái hơi vô giá của đàn hương trong mười phương thế giới. Thương người cái hơi của hoa ưu đam hoa năm sắc. Thương người cái hơi của bông hoa các cây trong vườn hoang thị. Thương người cái hơi lúc thiệt pháp bất thoái tài cũng trời đâu xuất. Thương người cái hơi lúc thuyết pháp bát nhã tại nhiều pháp đường. Thương người cái hơi hành trì năm giới cấm mười thiền nghiệp và sáu tượng niệm của mười phương chúng sinh hề. Thương người cái hơi quan sát bốn chân lý bằng mười sáu hành tướng của bảy phương tiền. Thương người cái hơi mọi thứ công đức của mười phương duyên giác và liệt vị hữu học vô học. Thương người cái hơi thực hiện tuệ giác vô lậu của bốn quả và bốn hướng. Thương người cái hơi hoan hỷ lý cầu phá quan nhiệm tuệ năng thẳng hiện tiền viện hành bất đồng thiền nghiệp và pháp văn của vô lượng Bồ Tát. Thương người cái hơi pháp thân đầy đủ năm thành phần là giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến của các vị thánh giả. Thương người cái hơi tuệ giác bồ đề của chư Phật. Thương người cái hơi của bấm bảy nhân tổ tuệ giác phép quảng mười hai nguyên nhân hơi nguyên lý nhân duyên và sáu ba la mật. Thương người cái hơi của ba niệm đại bi mười thứ trí lực bốn thứ vô ý mười tám thứ bất công. Thương người cái hơi của tám vàng bốn ngàn pháp ba la mật. Thương người cái hơi của pháp thân thường trụ cùng cực vi diệu và phổ biến phát nguyện về thế căn tức khổ giác rồi đại chúng hãy cùng nhau chỉ thành gia xuống đất tăng cả năm bộ phận của cơ thể mà quý và kính lạy. Cả trăm đại từ bi vụ của cả thế gian này.
Kính lạy Đức Phật danh hiệu Di Lặc. Kính lạy Đức Phật danh hiệu Thích Ca Mâu. Kính lạy Đức Phật danh hiệu Diệu Phật Mô Quán Niệm. Kính lạy Đức Phật danh hiệu Quái Tâm Nói. Kính lạy Đức Phật danh hiệu Phạm Hạnh Thích Đáng Hiện Cùng Mình. Kính lạy Đức Phật danh hiệu Đắc Thái Của Sự Hùng Biện Bất Tần. Kính lạy Đức Phật danh hiệu Lê Đàm. Kính lạy Đức Phật danh hiệu Đáp Ứng Hiện Cùng Mình. Kính lạy Đức Phật lại nữa.
lại hết thảy tam bảo. Khắp cả mười phương cùng tầng không gian nguyện xin tam bảo đem năng lực từ bi mà đồng gia nhiếp thọ làm cho đệ tử chúng con được như sở nguyện, nghĩa là viên mãn bồ đề nguyện. Thứ tư phát khởi thề nguyện vị đại đối với thiệt căn, tức vì giáp nguyện cầu cho cùng con cùng sám hội trong đạo tràng này. Rộng ra nữa nguyện cầu mười phương lục đạo chúng sinh từ nay khắp đi cho đến ngay toàn giáp lưỡi thương nếm cái mười thân thể sinh vật bị giết, không nghe đếm cái mùi thân thể của sinh vật tử tử, không nếm cái mùi huyết tụy của sinh vật, không nghe đếm cái mùi thuốc độc của oán gia đối đầu, không nếm có mùi cái mùi có khả năng khơi động tham dục phiền não. Nguyện cầu tăng cả từ nay khắp đi lưỡi thương nếm cái mùi hàng trăm mỹ vị của nước cam lồ, thường nếm cái mùi thức ăn thức uống tự nhiên của chư thiên, thường nếm cái mùi cơm thơm của thế giới hương tích, thường nếm cái mùi thư phẩm của chư Phật, thường nếm cái mùi thực phẩm của pháp thân do giới định tuệ phong vô biên thành, thường nếm cái mùi của sự vui mừng khi thẩm nhân chánh pháp và sự thích thú khi ở trong cơn thiền định, thường nếm cái mùi ngọt ngào và điều hòa của vô số công đức tập bộ sinh mang về, thường nếm cái mùi đồng đẳng của sự giải thoát, đồng nhất thường nếm cái mùi thiếu việc tối thường và cực lạc của niết bàn chư Phật. Phát nguyện về thiệt căn tức vì giác rối đại chúng hãy cùng nhau chỉ thành gia xuống đất, tất cả năm bộ phận của cơ thể mà quy y và kính lạy các đấng đại từ bi phụ của cả thế gian này. Trang nghiêm đại sen ngự tòa đại hung từ phủ Thích Ca Đề
lắng nghe lòng thanh tình, bằng tay chấp thành liên hoài, cùng kinh hướng về điều ngự dân lời sám nguyện thiết tha để gặp mà chánh pháp. Bao nhiêu lỡ lắm vùng dài, vô minh che lấp tháng ngày, vườn tâm giao hạt dòng rồi tham sân từ ai dậy đây những nghiệp sáng đạo dám vòng gây nên từ trước đến nay những điều đã làm đã nói có phiền nào nghiệp chướng nguyện xin sám hối từ đây để tự thấy mình nông nội con đường chánh niệm lặng sao chẳng chưa vô minh phiền nào tạo nên bao nội hầm sâu có lúc nghe tâm tư buồn chẳng nghe mang đầy dằn vặt lo mỗi ngày mọi chuông khổ đau chia cách hồ kia càng rộng có ngày không nghe nói với nhau cũng không muốn nhìn thấy mặt gây nên nỗi kết dài lâu nay con hướng về tam bảo ăn năn khẩn thiết cúi đầu để tự biết trong tâm thức bao nhiêu hạt khổ lấp vùi hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui nhưng vì chưa biết tươi tập hạt lành không mọc tốt tươi cứ để khổ đau tràn lấp làm cho nên tôi cuộc đời quen lối bỏ hình bắt bóng đuổi theo hạnh phúc xa vời tâm cứ bắn về quá khứ hoặc lỡ rong ruột tương lai quanh quẩn trong vòng buồn dặn xem thường bảo vật trong tay dây đạp lên trên hạnh phúc tháng năm sau khổ miệt mài giờ đây trầm sóng bão điền con nguyện sám hối đổi thay để tự biết trong tâm thức tâm thành quy ngưỡng hướng về chư Bụt mười phương cùng với các vị Bồ Tát nghe thanh văn duyên giả thánh hiền chỉ thành cầu.
xin sám hối. Ba nhiêu lắm lỡ tiền miếng, xin lạy cam lô tình thuyền. Cười lên giờ tăng đạo phiền, xin lạy con thuyền chánh pháp, đưa con vượt nẻo oan khiến này. Xin nguyện sống đời tịnh thức, nghe học theo đạo lý chân truyền. Thờ cấp nụ cười hơi thở, sống đời chân niềm tin chuyên, để tự xin nguyện trở lại sống trong hiện tại nhiệm màu, vườn tấm ươm hạt giống tốt vốn trong hiểu biết thương yêu. Xin nguyện học pháp quán chiếu, tập nhìn tập hiểu thật sâu, thấy được cử các pháp thoa ngoài sinh tử trần lao. Nguyện học nói lời ai ngự, thương yêu chăm sóc sớm chiều, đem nguồn vui tới mọi nẻo, giúp người phơi nỗi sâu đau. Đền đáp công ơn cha mẹ, ơn thầy nghĩa bằng dây sâu. Tinh thần tâm hướng một nạn, nơi đài sen con nguyện hối đầu. Nguyện đức từ bi che chở trên con đường đạo nhiệm. Nguyện xin chuyên căn tu tập, mà buôn tròn đạo quả về sau. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sau thời điều an lành. An lành trong mỗi giây mỗi phút, cầu ơn tam bảo luôn che chở. Bốn loài thiên lên đất tình hề, ba cõi thác hòa tòa sen, hằng xa ngạ quỷ chứng tam hiền nữ vạn loài hữu tình. Nam mô Bồ Tát Giảng Kiết Tường, Nam mô Bồ Tát Giảng Kiết Tường, Nam mô Bồ Tát Giảng Kiết Tường. Ngày nay chuyên về cầu nguyện cho mẹ chúng con, nguyện thì liệu xin ngày 9 tháng 9 năm Tân Thì 78 tuổi hiện đang thân tâm mê bình khổ. Chúng con phát nguyện đem công đức trì tụng bạc kính lương hoàng lệ Phật sám hối, nguyện cho bao nhiêu oan gia trại chủ cố thù chấp đổi, bao nhiêu oan trại tiền khiến bao nhiêu buộc ràng,
bởi tham sân si từ vô thị do thân miệng ý tạo lắm lỗi lầm làm pháp sinh oan nghiệp chướng duyên. Ngày nay đối trước tam bảo hồi đầu quê sám hồi tội căn giải tỏa oan khiến túc trái cởi bỏ buộc ràng mở hướng đi lên thăng tâm an tình. Chúng con cùng nguyện đem công đức hôm nay hồi hướng về cho quả cổ các hương linh, các anh linh, các âm linh cô hồn, các vị hoặc ở đất liền hoặc ở trên không tham dự đạo trang sám pháp hôm nay, mà nhờ năng lực Phật Đà, năng lực Phật Pháp, năng lực Thánh Hiền Tăng siêu sinh về cảnh giới an lành. Trời A Tu La và Dược Xoa đến đây nghe pháp nên chỉ tâm mà ủng hộ Phật pháp được trường tồn. Xin ý nguyện làm theo lời Phật dạy, tăng ni cả đến đây cùng nghe pháp bê hoặc ở dưới đất hoặc trên không mà hãy nhìn muôn loài bằng mắt thương nghe nguyện ngày đêm an trụ trong chánh pháp, nguyện cho thế giới thương an ổn nề, thâm nhuận phước bi và từ bi, hết thảy tội chướng đều tiêu trừ, xa lìa khổ não lòng an tình, đại chúng nhất tâm trí giới luật nề. Công phu thiền định gắn cầm chuyên đoà hoa tuệ giác nợ trang nghiêm khắp nơi mọi loài đều an lạc. Từ quê Phật đương nguyện chúng sinh thể dạy đại đạo Phật vô thượng tâm ma từ quy pháp ma đương nguyện chúng sinh thâm nhờ kinh tàng trí tuệ như hải từ quy nghi tăng đương nguyện chúng sinh thông ly đại chúng nhất thiết vô ngại. Trì tụng kinh thấm nhiều tạo công đức vô biên để tự sinh hồi hướng cho chúng sinh mọi miền pháp môn sinh nguyện học ân nghĩa sinh nguyện đến phiền đã sinh nguyện đoạn quả bồ sinh chứng Như là Phật. Chào quý vị, đây là Am Thủy Ứng, đây là chánh điện Tam Bảo Thủy Ứng. Quý vị tham dự ngày kinh
Chúng tôi đang nằm trong tuần lễ tụng bộ kinh Lương Hoàng Sám Pháp. Mời quý vị chiêm ngưỡng bảo điện Tam Bảo nha. Đây là Tam Bảo Thủy Ứng. Ở trên kia là Phật Tổ Thích Ca, được tạc theo lối của Bồ Đề Đạo Tràng. Giữa là Đức Phật Di Đà, và dưới này là Đức Phật Di Lặc. Trước Đức Phật Di Lặc là có tượng Chuẩn Đề. Ở Tam Bảo Thủy Ứng, tất cả tượng là bằng gỗ, đều là gỗ dâu. Chúng tôi thờ Tam Bảo là rất là khác biệt. Bên kia là tượng Bồ Tát Phổ Hiền, ngoài kia là tượng Bồ Tát Địa Tạng. Đây là tượng Bồ Tát Văn Thù. Đây là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Bốn vị Bồ Tát có bốn lời quán nguyện. Bốn vị Bồ Tát tượng trưng cho bốn mặt của một Đức Phật. Bồ Tát Văn Thù tượng trưng cho trí tuệ. Bồ Tát Phổ Hiền tượng trưng cho hành động, có trí tuệ nhưng không hành động, có trí tuệ, có trí thức chúng ta để trong đầu thì chẳng có giá trị gì. Có trí tuệ và dẫn thân cho trí tuệ trong đạo Phật thì được gọi là hành động. Dẫn thân cho trí tuệ trong đạo Phật được biểu tượng bằng con người của Bồ Tát Phổ Hiền là hành động. Nhưng hành động mà dẫn thân cho trí tuệ của đạo Phật là khác biệt với trí thức của ngoài đời. Đó là hành động mà dựa trên nguyện lực. Có trí tuệ dám hành động nhưng mà không chuyên chở yếu tố của tình thương thì cũng không đem lại lợi ích cho đời. Nên Bồ Tát, quý vị thấy bên kia là Bồ Tát Quan Thế Âm, tượng trưng cho tình thương. Có trí tuệ, có trí thức, có hiểu biết và dám hành động vì đời và chuyên chở yếu tố của tình thương. Nhưng mà chúng ta không có khả năng hóa giải, không có khả năng nhận chịu để hóa giải tất cả những khó khăn, những trắc trở của cuộc đời thì chúng ta không tiếp tục đem cái điều tốt, đem cái chí nguyện của chúng ta vào đời. Vì vậy nó cần vị Bồ Tát thứ tư. Đấy là Bồ Tát Địa Tạng. Địa là đất, mà tàng là chứa. Tất cả những gì đổ vào đất thì đất cũng đều chứa. Tượng trưng cho khả năng nhận chịu và hóa giải tất cả những khó khăn, những khốn khó, những trắc trở. Có như vậy chúng ta mới tiếp tục, một vị bụt mới tiếp tục đi vào đời mà không nản lòng, không thấy khó khăn. Đây là bốn mặt của một Đức Phật. Một Đức Phật thì có bốn mặt như vậy. Một con người muốn đi vào đời mà đi vào đời thành công, con người đó phải trang bị cho mình bốn mặt như vậy. Nên quý vị hãy thấy ở trong đạo Phật ấy, có những cái ngôi tượng mà bốn mặt ấy. Đây là bốn mặt căn bản. Chúng tôi thờ từ rất là đơn giản. Quý vị thấy đơn giản. Cái kiến trúc của Thủy Ứng cũng rất là đơn giản. Ở trong cái Tam Bảo này còn thiếu một ngôi tượng nhỏ nữa, đó là tượng Đức
Bồ Tát à, tượng Đức Phật à, Dược Sư. Hy vọng sẽ có duyên, có Phật tử nào phát tâm cũng à, tượng Dược Sư là sẽ có bốn vị Bụt. Mà trong cái tín ngưỡng, trong đạo Phật, trong cái tu tập của các Phật tử, của các vị tu sĩ hay cầu đến, đó là Phật Dược Sư, Như là Phật. Chào quý vị, chúc quý vị có một đêm an lành, của giấc ngủ ngon.